Chào các bạn, trong video này chúng ta lại tiếp tục ôn thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist dành cho ứng dụng PowerPoint phiên bản 2016. Với nội dung của video này thì chúng ta sẽ tập trung vào việc ôn các cái hiệu ứng chuyển cảnh dành cho trang slide. Cho đấy phần này sẽ là áp các hiệu ứng chuyển cảnh cho các trang slide. Trong việc Apply Slide Transition thì chúng ta sẽ có nội dung đầu tiên là Insert Slide Transition. Tức là các bạn sẽ áp cái hiệu ứng cho các trang slide của chúng ta. Thì về phần này chúng ta sẽ có những câu hỏi kiểu như thế nào? Người ta có thể yêu cầu các bạn là áp hiệu ứng chuyển cảnh cho các trang slide cho một số trang nào đó. Ví dụ áp cho một số trang nào đấy thì các bạn có thể chọn các trang đấy bằng cách là giữ control hoặc là shift để chúng ta chọn các trang. Ở đây ví dụ tôi chọn trang 2 và chọn trang 4 thì tôi chọn là cái trang 2 cho tôi giữ control tôi cái trang 4. Thế nếu các bạn muốn chọn là từ trang 2 đến trang 4 rồi chọn thêm trang 6 thì kích ở trang số 2 giữ shift kích đến 4 thì cho chọn từ 2 đến 4 rồi giữ control kích vào 6. Rồi sau khi mà chúng ta chọn được các trang slide rồi thì theo yêu cầu của đầu bài các bạn có thể là áp các hiệu ứng vào cái các cái trang slide đấy. Thế áp hiệu ứng vào trang slide thì chúng ta vào cái phần là transition ở trên này. Trong thẻ transition thì chúng ta thấy cái mục ở giữa này là transition to this slide các bạn có thể mở nhấn cái nút mò ở đây để chúng ta mở rộng cái phần uh, giao diện để chúng ta áp các cái hiệu ứng vào và trên này các bạn có thể đọc tên của các nhóm hiệu ứng bài ở trong phần này đơn giản thôi bài người ta yêu cầu các bạn đưa hiệu ứng nào vào thì các bạn tìm hiệu ứng ở trên này cho các bạn kích chuột vào đây Đó. và các bạn sẽ thấy là cái trang slide của bạn sẽ được áp cái hiệu ứng đấy vào vậy là xong Đây là áp hiệu ứng vào thế còn bên cạnh đấy chúng ta sẽ có là set transition Effect options thì à, nội dung này nó liên quan đến việc là các bạn sẽ áp cái hiệu ứng um, tức là các cái áp cái hiệu ứng chuyển cảnh slide cho các trang slide này rồi thì người ta yêu cầu các bạn là sẽ thay đổi các cái tùy chọn về việc là chạy hiệu ứng như thế nào ví dụ với cái hiệu ứng là switch mà vừa rồi tôi đưa vào á, thì các bạn thấy phần options nằm đây này à, các bạn sẽ thấy là effect option tức là các cái tùy chọn về hiệu ứng thì đây sẽ có hiệu ứng là chuyển từ trái À, từ phía bên tay phải bây giờ ta chuyển sang bên tay trái Đó. thì bài thi người ta có thể là có những hiệu ứng lật phải hoặc hiệu ứng lật trái thì người ta sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải thay đổi như vậy hoặc là cái chúng ta sẽ áp thử một hiệu ứng khác nhé à. sau khi tôi áp hiệu ứng này rồi thì bài thi người ta có thể yêu cầu tôi là gì cũng hiệu ứng vào nhưng mà lại từ dưới lên thế thì sau khi tôi áp hiệu ứng vào các bạn sẽ thấy là gì nó chạy từ bên phải sang thì nếu mà trong bài thi yêu cầu các bạn là từ dưới lên thì các bạn có thể nhấn vào cái phần là effect options và trong cái phần effect options chúng ta sẽ thấy là ở à, from top đó. À, thế là cái hình này nó sẽ từ trên xuống. rồi xin lỗi từ dưới lên thì các bạn sẽ phải chọn là gì from bottom. đó đấy. nếu mà các bạn nhấn from bottom thì nó chạy từ dưới lên. như vậy là trong cái phần ôn thi này các bạn sẽ thấy này, à chúng ta có gì apply slide transition có nghĩa là các bạn áp hiệu ứng vào. và bài thi có thể yêu cầu các bạn gì áp hiệu ứng với một cái tên hiệu ứng là gì và sau đó có thể là gì có cái tùy chọn liên quan đến việc là hiệu ứng này sẽ chạy như thế nào. Thì chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nếu các bạn có vấn đề gì cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.